nằm ở bên Texas. Cái xe truck này là cái xe mà của người ta ăn cắp chạy lũi đụng vô ngay cái chỗ mà làm drive license mà thi bằng lái xe đó ở ngay tiểu bang Texas mà nằm ở dưới thành phố tên là Brenham, Texas. Xe chạy lũng luôn vô trong nguyên cái tường bằng gạch bị rớt đồ xuống, có người bị trúng ở bên trong nữa. Sáu người đã được đưa vô trong nhà thương. Một người chết, hai người đang bị nằm trong cấp cứu. À, đây là ở chỗ, đây cảnh sát họ gọi cho uh, tổng đài nói là uh, có người uh, chạy lũng vô trong cái cửa sổ, rồi uh, của emergency đã chạy tới đây. À, cần emergency, những người cấp cứu tới ngay lập, lập tức. Lúc đó chuyện xảy ra. Ông này là tên là Parker. Ông là cái người mà lái xe, ăn cắp xe, chạy rủi đụng vô đây. Ngay bây giờ ông ta đã bị bắt. Ngay bây giờ không có bị đe dọa gì hết trơn đó, nằm ở dưới Benham, Texas. khoảng chừng 3 giờ cho tới 4 giờ, cái anh poker đã tới ngay cái chỗ mà văn phòng để mà thi bằng lái xe ở ngay thành phố Brenham, Texas. Anh ta tới đó để mà đòi bằng lái, mà bằng lái xe của những xe truck, xe lớn, nhưng mà chỗ này không có cho. Chuyện xảy ra là có người lái xe 18 bánh Họ đang đậu ở múc đằng xa Rồi sau khi đó là bị người ta cắp cấp xe 18 bánh lũi vô ngay chỗ này Chuyện này xảy ra vào bữa thứ sáu buổi trưa Theo cảnh sát báo cho biết xe truck bị ăn cắp Theo của họ điều tra được biết cái xe truck này đó là cố ý chạy lũi vô ngay chỗ này. À, những nhà chức trách rồi cảnh sát họ lúc đó gược theo chiếc xe 18 bánh ở phía sau. À, tại vì xe 18 bánh này được báo là bị ăn cắp. Lúc đó thì họ đang gượt theo chiếc xe 18 bánh, một ba xe 18 bánh tới đây, quẹo qua tay phải, rất là mạnh. Rồi sau khi đó, một ba lũi vô ngay cái building, à, chỗ này cái building mà thi bằng lái xe. Sau khi đụng vô trong cái building rồi, thì cái người lái xe dè ra phía sau. Rồi tính lũi đụng thêm một lần nữa. Theo của chữ lửa, nói cho biết với tỷ mật anh lái xe này mà anh đụng qua bên tay phải một chút xíu. Đụng qua tay phải một chút, lần thứ nhì có lẽ là nguyên cái building ở đây nó sập luôn. There we go, đó là của đài, báo cho biết nha. This is crazy, cái anh đó, anh uh, chạy xe, anh đụng đó. Còn đây là của đài, báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News, báo cho biết. Đây là cái chuyện xảy ra ở trong một cái khu shopping center, cái mall nằm ở bên Sydney, bên Úc ra lợi. Theo được báo cho biết là có một người cầm cái dao lớn đâm người ta. À, tôi đây nhìn thấy một cái người đàn ông cầm cái dao lớn ấn trên tay đi đâm người ta. À, cái người mà cầm dao đi đâm người ta thì giống như bình thường lắm, giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Cả trăm người bỏ chạy từ ở trong cái khu shopping center này chạy ra. Lúc đó First Respond đã chạy vô trong chỗ này để cứu người. Cô này nói tôi tưởng đâu là tôi sẽ chết ít nhất là có 6 người đã bị chết về sự kiện này. 8 người khác đã bị thương. Cả luôn một đứa nhỏ ở 9 tháng. Người mẹ của đứa nhỏ trong lúc này đang nằm trong nhà thương cấp cứu. Cái video cho chúng ta nhìn thấy là người, người cảnh sát đang làm CPR. Cái hình ảnh này nhìn thấy ý ở trên online thấy cái người mà cầm cái dao đó tự dưới đi lên lúc đó là gặp người phía trên cũng là người đi shopping canh ở ngay cái chỗ cầu thang như vậy lúc đó người đó là kiếm cách để mà đập người kia theo chúng ta được biết đó là có một người cảnh sát ở gần cái sự kiện xảy ra trong mo, cái người cầm dao đi đâm đó. Rồi sau khi đó cảnh sát đã nhảy lại kêu cái người kia bỏ dao xuống. Cái người mà 40 tuổi đó. Rồi cái người mà cầm dao không có chịu bỏ dao xuống, một ba nhảy lại Hãy để mà tấn công luôn cảnh sát, cảnh sát bắn chết quèo. Cái dao mà cái người kia đâm, đó là quăng ở dưới đất như vậy. Cảnh sát kêu, cái cô cảnh sát kêu cái ông đó bỏ dao xuống, ông đó không chịu bỏ dao, nhào tới cảnh sát định đâm luôn. Cảnh sát bắn chết quèo ông đó luôn. nếu mà cái ông đó mà không có bị cảnh sát bắn chết có lẽ là các ông đó sẽ chạy đi vòng vòng còn kiếm người đâm thêm nữa There we go. đây là chuyện xảy ra ở bên úc đà lợi à, sydney đó à, úc đà lợi à, ở trong cái khu shopping mall và cái người đó cầm dao đi đâm người ta đó. Đây. đây là họ không biết lý do tại sao đó là của đài ABC báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Về cái chuyện mà ông Trump xứ soạn lên tòa, ông ta đang rất là tin tưởng. Ông ta mới vừa đứng phát biểu ngày hôm qua. Ông nói, tôi đây sẽ nói sự thật, tất cả những gì ở trên tòa. À, chuyện sự thật đây đó là không có một cái sự kiện gì hết trơn đó để mà lên tòa. Ông Trump liên tiếp mấy ngày qua, ông dùng đủ cách để mà làm sao để cho chậm trễ lợi về cái chuyện lên trên tòa. Ông Trump đưa ra một dàn luật sư của ông ta để kiếm cách để chặn lợi về cái chuyện lên tòa vào bữa thứ hai tuần này đó là đưa ra nói nhiều cái thứ nhất là nói là à, tòa đó là có vấn đề à, bữa hôm ông cho ông ông, ông ông đưa một rất là đông luật sư của ông đó đưa ra đủ hết trơn đó dùng đủ cách hết nói là luật sư của ông là à, bị vấn đề không có thể nào mà tính ra là à, luật sư mà lên trên tòa được hết trơn đó nói là tòa án là bị vấn đề ha. Rồi luật sư ông Trump kéo lên trên tòa nói. Nhưng mà tòa <laughs> nói cấp mấy đó. À, tòa họ không có đồng ý cho lắm. Nói là ông tòa thiên vị cho nên anh mới tiếp tục xử cái sự kiện của ông. Và nói là ông Trump bị về cái chuyện mà tòa cấm không cho nói cái gì cái gì cái gì. Cái đó là không công bằng. Nói tòa thiên vị cho nên anh bắt đầu thưa lên tòa trên. Kết cuộc thì ổng kêu luật sư ổng làm đủ cách hết, nhưng mà tòa án không có đồng ý bất cứ cái gì của ổng đưa ra hết. Rồi sau khi đó thì ổng đổi thừa là bội thẩm đoàn biết cái gì, cái gì, cái gì đủ chuyện hết trơn, cho nên có ảnh hưởng tới về cái lần này ổng lên tòa. Rồi nói đủ hết trơn, rồi đưa ra nhiều chứng cớ luật sư của ông Trump đó kiếm cách để mà kéo lại cho chậm lại không có xử ổng. Và kết cuộc thì cũng không xong. Sắp tới đây, đó là tòa họ cũng đang đưa ra, họ chọn những cái người mà bội thẩm đoàn mới. Have you ever a rally or event? Giống như tòa xã hỏi những cái người mà trở thành bội thấm đoàn dính dám tới cái chuyện mà của ông Trump giống như tòa xã hỏi những cái người đó có bao giờ mà nằm trong cái nhóm mà đi rally mà ủng hộ cho ông Trump hay không? Rồi xã hỏi à, những người đó trong lúc này có theo những chương trình mà của ông Trump ở trên social media hay không? Rồi có cảm giác như thế nào về cái chuyện của ông Trump hay là có ý kiến làm sao về ông Trump hay không về những cái khi đang xảy ra? Đó là tòa sẽ hỏi tất cả những người của bộ thẩm đoàn trước khi mà chọn người nào. Ông Trump nói về cái chuyện mà bộ thẩm đoàn như thế nào, tính kế tiếp xử ông làm sao đó là kiểu như là hành xui. À, tới đâu thì hay tới đó vậy thôi. Hiện tại là ông Trump lên tòa lần này ở cái phía bên đây đang đưa ra cái chương trình nói cho tòa biết là ông Trump là dính dám tới cái chuyện mà của 2016 về tranh cử tổng thống vào lúc đó nữa. Đó là ông Trump à, đưa ra kêu ông luật sư của ông ta mà ông Michael trả cho cái bà đóng phiên người lớn một số tiền để cho bịch miệng bả đừng có nói ra về cái chuyện mà ông Trump có dính dám tới một người hồi mà bồ bịch với cái người mà đóng phiên người lớn ấn sẽ ảnh hưởng tới ổng đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ rồi sau khi đó kêu ông này trả tiền tại luật sư của ông Trump trả trước sau khi đó là trả tiền lại cho ông này sao For legal Theo ông Trump thì đưa ra nói, ấy là lý do mà trả tiền cho ông Michael này, đó là không phải là cái tiền mà dính dám gì tới cái chuyện mà cái cái bà kia hết. Đó là ông Trump trả tiền, tại vì thì nhờ ông này làm những cái chuyện gì của ở trong ông cái luật sư đó thì trả tiền về đó vậy thôi. Tất cả những cái đó đó là bên phía ông Trump nói là không có sự thật. Ông uh, Michael và bà Daniel sẽ lên tòa nói về chuyện này. Và đây là cũng thêm một số người khác nữa cũng lên tòa đưa ra nói về chuyện này cái bà này đó là một trong những cái người mà lúc trước dưới tay ông Trump, ủng hộ ông Trump rất là dữ tận. Nhưng mà tới ngày hôm nay sẽ lên tòa nói về ông Trump tiếp tục. There we go. Ngày hôm nay là nó phải nói đúng là không phải ngày hôm nay là qua ngày mai là bắt đầu cái sự kiện này của về ông Trump. Ok, ông Trump lên tòa nha. Đó là của đài báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Tôi đây thấy hết, tôi nghe có một người nào đó la lên rất là lớn, tôi nhìn qua bên kia, rồi tôi thấy. Nhìn thấy xe bus chạy lũi vô trong đám đông, rồi nó chạy tiếp tục nữa. Rồi nó chạy cho tới khi nào nó đụng vô trong cái tường ở ngay đó vậy thôi. Rồi đụng luôn ngã luôn nguyên cái cục xi măng bự ở chỗ đó. rồi văng luôn cục xi măng quang bên, rồi xe bus đụng dính vô trong cái tường. À, đây là cái cô mà y tá đi trên khu với má của cổ. À, vào buổi sáng ngày hôm nay, họ có mặt ở ngay cái cảng ở bên Halulu, Hawaii. Họ xuống tàu để sửa soạn đi shopping. À, nhìn thấy nguyên xe bus à, từ xa chạy rủi vô, đụng vô đám đông. Rồi đối với tôi thì tôi thấy như vậy, thì tôi chạy vô trong đó cứu người. Rồi tôi chạy vô trong đó kiếm cách để cứu những cái người mà bị đụng. À, đây là nhìn thấy xe bus từ xa nó chạy tiếp tục chạy nó đụng vô nhưng mà con tôi la lên nói là xe bus không có người lái rồi một ba xe bus đụng một phát văng vô cái tường theo cảnh sát ở đây báo cho biết khoảng chừng 10 giờ hai oh, mươi mấy phút à, cái um, mươi 57. À, cái ông này là 57 tuổi lái xe, ổng chạy chở tới đây để cho khách xuống. Rồi lúc đó thì, thì những người xung quanh la lên báo cho biết là cái xe ổng tự động nó chạy tới phía trước. Lúc đó cái người lái xe chạy ngược lại trên xe của mình để kiếm cách mà để ngừng lại cái chiếc xe nhưng mà ông ta nhảy lên xe đáng lẽ là phải đạp vô trong cái thắng xe nhưng mà ông đạp lộn trở thành đạp vô đạp gas xe của ông chạy đụng vô hai cái, cái chỗ bằng xi măng chặn lại và đụng vô năm người khác sau khi đó, một số um, những cái cứu quả đã chạy tới cứu hộ tới đây. Sáu người đã được chở vô trong nhà thương. Cả luôn người 68 tuổi, uh, phụ nữ đã bị chết. Uh, bị thương nặng rồi chết luôn. Um, bà đó nói là làm cho tôi đun chút xíu, đó là nhìn thấy cái chuyện như vậy sẵn à, um, Cô này nói, tôi đi vacation, nhìn thấy chuyện như vậy cũng thấy cũng khó chịu đó. Day, uh, cô ta làm ở trong cấp cứu, cô ta làm ở trong emergency, cô này là y tá đó. Or... Đây, lần này đó là khác à đây chúng tôi đang đi vacation chơi, đi nghỉ mát mà lại nhìn thấy chuyện như vậy. Ok, đó là của đài báo cho biết nha, đó là chuyện xảy ra ở bên Hawaii. À, cái tai nạn xe bus chạy lũi đụng vô. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Hold on we'll fast. À, take a look at this. Tonight, an alarming development in the border crisis. Among the record number of migrants crossing the southern... Ngày hôm nay vì cái chuyện những người di cư tới trên Hoa Kỳ ở ngay biên giới thì làm cho rất là lộn xộn. Rồi thêm nữa. Đó là một trong những người mà tới trên Hoa Kỳ, đây là dính dám tới cái đám mà khủng bố. À, cảnh sát biên giới đã cho người đó vô biên giới rồi sau khi đó là cho người đó đi luôn. Đó là theo của chính phủ Hoa Kỳ báo cho biết. Cái anh này là 48 tuổi, tên Mahom. Anh ta là đi qua biên giới bất hợp pháp uh, trên Hoa Kỳ. Đó là vào tháng 3 năm 2023 năm rồi. Cái tên của ảnh là nằm trong cái list của trên Hoa Kỳ. Đó là những người mà cũng à, bố đó, anh ta là một trong những cái nhóm khủng bố tên Hig, cái ông này đó là nằm trong cái đám là khủng bố nằm ở bên uh, nước bên kia, ở bên Afghanistan đã giết rất là nhiều người Hoa Kỳ, theo của agent À, suy đoán là họ ông này là một trong những người nằm trong cái list mà họ đang để tới từ lâu rồi. nhưng mà đáng lẽ là gặp là phải bắt nhưng mà à, đây là không biết làm sao mà hợp tác không chặt giả thì nó trở thành như vậy. đó là theo của chính phủ của Hoa Kỳ nói cho biết. cbp đã cho ông ta rời khỏi ngay biên giới Hoa Kỳ. Um, cho ông ta vô trong Hoa Kỳ không có báo cho FBI biết và cũng không cho báo cho cái đám ai biết là cái ông đó đã vô trong Hoa Kỳ. Đó là theo nhà chức trách báo cho biết. Rồi ông ta được quyền xin để mà giấy tờ để mà cho làm trên Hoa Kỳ và ông ta cũng lên máy bay bay vô trong Hoa Kỳ. Đó là theo của những, những nhà chức trách báo cho biết tính ra tới ngày hôm nay là gần cả năm trời à, cái nhóm ICE à, đã bắt được ổng nằm ở bên San Antonio rồi khi mà cái ông đó lên tòa theo của, của nhà chức trách báo cho biết lúc đó ICE họ có nhiều cái giấy tờ cơ mật và đưa ra nói là ông đó là một trong những cái người là tính ra là khủng bố và tính ra là trả một chút tiền lớn để mà bon ra ngoài. Rồi mới vừa tháng rồi thì các ông đó tự nhiên đã post cái tiền bon rồi bây giờ đã được tự do. Cái chuyện của cái ông mình này đó là dính dám tới một trong ba những cái chuyện đang xảy ra. Liên tiếp là xảy ra là hai năm vừa qua. Tất cả những cái người xảy ra đó là dính dám là lo là sẽ trở thành khủng bố hay cái gì cái gì đó. Nhưng mà kết cuộc thì theo của cảnh sát biên giới thì lại thả cho những người đó đi vô trong Hoa Kỳ. Đó là theo của DA báo cho biết. Trong lúc này đó là của ông chính quyền của Joe Biden thì cũng đang bị chỉ trách về cái chuyện mà coi để mà về biên giới của Hoa Kỳ. Cả luôn ông cựu tổng thống Donald Trump cũng chỉ trách. Ông cựu tổng thống Donald Trump nói là có rất là nhiều hầu những cái đám khủng bố và những cái đám mà rớt đủ hết à, họ à, tới hoa kỳ về cái phần trăm mà của những người nằm ở trong cái list mà hoa kỳ phải cần để ý đó là cái số nhỏ thôi đưa tới ngay biên giới của hoa kỳ à, đa số những người này đó là những người di cư đi tới À, tính ra là hồi lúc mà ông Joe Biden làm tổng thống Hoa Kỳ, cái con số mà đi vô là khoảng chừng chấm không hai phần trăm. Thời của ông Trump làm tổng thống đó là chấm không năm phần trăm. Bất cứ cái đám khủng bố nào đó hoặc là nó dính dám tới khủng bố nào đó thì nó cũng kiếm cách làm sao vô trong Hoa Kỳ. À, không có thể nào chấp nhận được. à, chúng tôi đây đang phỏng vấn một cái người mà làm sếp ở trong ai là cái nhóm chuyên môn coi chuyện này đó. Đây là cái người này nói cho biết. À, nói là về một trong những cái người mà dính dám tới khủng bố thì làm sao mà được thả vô trong Hoa Kỳ. À, đây là hiếm mới thấy chuyện này. Um, đây là một cái mà của ngay biên giới của Hoa Kỳ họ coi, họ kiểm soát. Giống như khi tới ngay biên giới của Hoa Kỳ thì những cái người mà coi về ngay biên giới của Hoa Kỳ thì họ cũng không có biết rõ đó để biết bất kỳ người nào người nào thì cũng không biết rõ cái kiểu như vậy. À, trong lúc này đó cũng đang lo ngại là những người di cư họ làm đủ cách để mà vô trong Hoa Kỳ ông sếp của ngay cảnh sát biên giới ở đây đưa lên nói cho biết ông nói hiện tại những người mà tới trên Hoa Kỳ như vậy đó là không phải riêng ở ngay biên giới đây là tính ra là sự đe dọa của chung ở trên Hoa Kỳ À, FBI cũng đưa ra cảnh báo về những cái người mà tới, thì cũng tới ngay biên giới Hoa Kỳ đó, có dính dám tới nhiều cái đám khủng bố nữa. Giống như đây là cái nhóm mà chuyên môn họ kiếm cách để đưa người, người vô, đưa người đi tới, thì nó cũng có dính dám tới chuyện này. À, đó là dính dám tới cái nhóm mà khủng bố ISIS à, à, để mà đi tới hoa kỳ cho nên ngay bây giờ thì à, cái này đó mọi người thấy à, họ nói cho biết đó là hiện tại người bây giờ đang nằm trong trường hợp vậy nhưng mà đang đổi thừa lẫn nhau đó bên đây đổi thừa bên kia kia đổi thừa bên đây cho nên đã xào đây. ngay bây giờ cảnh sát biên giới của hoa kỳ không có cách nào mà kiểm soát hết được hoàn toàn là cái người nào người nào đó cho nên mới trở thành như vậy Ok, đó là của đài báo cho biết nha, nó lộn xộn thì ngay bây giờ đổi thừa lẫn nhau thì nhiều đó. Còn đây là của đài MBC báo cho chúng ta biết. Anh em đang xem, đây là nằm ở trong Gaza, ở trong cái chỗ mà những người mà tị nạn từ phía trên dồn xuống dưới này, ở ngay đây cũng được gọi là kêu là gaza strip uhm, đây là của đài mbc đã quay được những cái cảnh những cái người dân sống ở trong chỗ này như thế nào mọi người đang xem đây là một cái nồi đó là nấu đậu ở trong đó để hầm cho đậu như để ăn đó ở đây chúng tôi chỉ có gì để ăn thôi theo ông này nói và ổng cũng nói là con của ổng vào ban đêm đi ngủ là toàn là nằm đói thôi ở đây không có cái gì thì để làm hết chân đó, không có gì để giúp đỡ cho họ hết. Họ ờ, không có gì để ăn hết chân đó, ngủ, nằm trong đói vậy thôi. Ở ngoài chợ đây đó, không có bán gì hết chân đó, trừ ra là bán chanh. Và cứ bán cái kiểu như vậy mà rất là mất tiền. Họ cứ đưa ra toàn bán chanh thôi, không biết chanh làm sao để mà sống, mà cứ bán chanh, không có bán gì khác hết trơn. Mọi người đang xem đó là à, rau với à, cỏ, họ đem đi những cái cỏ đọt non gì đó, họ bẻ đâu lụm được đó, thì họ đổ chung với nhau để nấu nấu lên chín để ăn vậy thôi. Nhà cửa đây là nằm ở ngay Gaza thì nó trở thành như vậy. Ở đây thì chúng tôi không có cái gì để làm củi để nấu, cho nên chúng tôi lụm những cái giải cũ, giải gì đó đem đốt được thì đốt để mà nấu đồ ăn đồ ăn của chúng tôi nấu ở đây ngoài ra là những chất cám và cả luôn những cái đồ ăn mà cho súc vật ăn thì chúng tôi cũng lấy nấu ăn bây giờ không có gì để ăn hết người phụ nữ này nói cho biết À, tôi đây là nấu được cái gì đó thì nấu Lụm ba cái này nọ để trộn chung lại nấu Cho dù cái ngày lễ Ramadan của chúng tôi Đó là nhịn đói không có ăn ban ngày Chỉ có ăn ban đêm thôi Mà chúng tôi đây cũng không có gì để ăn hết trơn đó Trước khi mặt trời mọc Và sau khi mặt trời lặn Cũng không có gì để ăn hết trơn đó Vậy thì bây giờ chúng tôi làm gì bây giờ? Rồi ban đêm thì chúng tôi chỉ uống nước lạnh rồi đi ngủ thôi. Chứ không có gì để ăn uống hết. Cuộc sống ở đây bây giờ như vậy đó. Sống giống như mà ở trong tù hoặc là không nhận ra người hay như thế nào nữa. tất cả cái gì ở chỗ này nó cũng dơ bẩn hết bụi bặm cũng không có đủ nước để mà giặt cũng không có gì giặt vũ cả sống tới đâu thì hay tới đó ngày nào qua ngày đó vậy thôi còn hên thì còn có nhà cửa để mà ở trong đó còn không thì nằm lăn lóc ngoài đường còn nếu không có cái điều là cũng như là mừng rồi giải sinh của chúng tôi ở đây thì tới đâu thì hay tới đó không có cái gì chạy hết trừ ra trong nhà chỉ có nóng được thôi ban đêm thì lạnh chiều thì lạnh ban ngày thì nóng đó là của đài NBC News bảo cho biết cái sự gì đây là chiến tranh ở trong vùng uh, um, uh, Gaza đó mọi người thấy uh, nhìn thảm ok đó là của đài báo cho biết nha còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay anh chị em biết hiện tại ngay bây giờ trên hoa kỳ thì về trong cảnh sát thì họ gặp rất là khó khăn để mà làm sao để mà kiếm cách chặn lợi về cái chuyện băng đảng hẳn đủ chuyện ở trên cảnh sát đang làm gì. nhưng mà có một cái còn nó còn tệ hại hơn về cái chuyện mà băng đảng ở bên ngoài ở Los Angeles có nhiều băng đảng khác nhau một trong những băng đảng đó là một cái băng đảng rồi khác nữa đó là đáng lẽ những cái người cảnh sát mà chuyên môn giúp đỡ và à, cho những người dân ở bên Los Angeles đáng lẽ những người cảnh sát này đó là bảo vệ cho cả à, 9 triệu người dân sống bên nhưng mà kết cuộc thì những người cảnh sát này Họ nhập chung lợi trở thành một cái băng đảng Họ là những băng đảng đã có từ lâu rồi Đã gần 10 năm về trước Họ làm đủ cách hết Để mà tấn công những cái người Nào mà đụng tới băng đảng của họ đây là một số một số người cảnh sát họ làm như vậy. Những cái nhóm của cảnh sát này đó là họ lập băng đảng với nhau giống như Cayman, Dandido và cả luôn cái nhóm tên là uh, chuyên môn là giết người. Những người cảnh sát ở đây họ súng với nhau, họ xăm tay chân, để mà trở thành băng đảng với nhau họ xăm lên trên tay rồi sau khi đó họ lên trên đài họ cũng đưa ra những cái sai của cái băng đảng với nhau họ dùng đủ cách hết họ vừa là cảnh sát mà cũng vừa tấn công bất cứ người nào giống như bà này là một trong những người trả bị cái nhóm băng đảng cảnh sát tấn công. Bà nói đối với bà, cái đó là không phải cảnh sát, cái đó là cái đám ăn cướp. Cái nhóm mà cảnh sát mà giết chết con tôi đó, họ bắn con tôi ngay trên đường luôn, coi giống như không có chuyện gì hết. Còn với tỷ như cảnh sát nào mà không có đi chung khoe với họ, là họ sẽ đe dọa rồi làm đủ cách với những người cảnh sát khác cái nhóm mà nó kêu bằng đèn đi rồi lip dead rat đó giống như họ đem chuột chết hậu quăng tới nhà người ta để mà họ đe dọa rồi sau khi đó là từ từ là nhà đó không nghe là sẽ có chuyện ngay lập tức cái nhóm mà cảnh sát mà họ đứng chung là cái kiểu như vậy làm cho ảnh hưởng tiền bạc của bên la rất là nhiều đây là cảnh sát phải trả cho những cái tiền bị người ta thưa gửi đủ hết trơn về cái nhóm mà cảnh sát mà xúm nhau để mà tập trung lại trở thành một cái băng đảng là khoảng chừng 54 triệu đô la. À, những người cảnh sát mà hồi lúc trước đó nói là chuyện đó không có. À, theo ông cảnh sát trưởng này nói là um, um, nói là làm um, ở đây là nó không có cái chuyện mà về mà băng đảng kiểu vậy làm gì mà có cái chuyện mà băng đảng kiểu như vậy mà trên Hoa Kỳ như mà đây là ông cảnh sát trưởng hiện tại trong lúc này ông này là tên Robert Ông ta bắt đầu lên làm sếp vào lúc năm 2022 cuối năm. Ông ta đưa ra nói thẳng cho biết là cái chuyện này nó đang xảy ra bên LA. Đó là phải đưa ra cái chương trình làm sao để chặn lợi về băng đảng. Nhưng mà băng đảng đây không phải là băng đảng bình thường. Đây là băng đảng cảnh sát ở bên Los Angeles mới vừa năm rồi họ đưa ra điều tra cho bảy mươi mấy trang giấy nói về chuyện này và đưa ra nói là làm sao mà cho cảnh sát để điều tra về cái chuyện mà của những người cảnh sát mà nằm trong băng đảng nữa rồi lúc đó là họ đưa ra khoảng chừng hai chục cái chương trình khác nhau để làm sao để tính về chuyện này Cho dù hiện tại họ đưa ra những chương trình vậy mà những cái người coi về chuyện này cả luôn mà những người nạn nhân đó. Cho dù mà cảnh sát xếp ở đây nói là sẽ chặn lợi về cái đám băng đảng này nói cho nhiều nhưng mà tới ngày hôm nay thì cũng không có chặn cái gì hết trơn á. Đây là không phải là cái chuyện mà băng đảng nằm trong một chỗ của trên Hoa Kỳ, không có phải một người cảnh sát trưởng ở một cái thành phố có thể giải quyết hết chuyện này được. Đây là rất là nhiều chi nhánh khác nhau dính dám tới cái chuyện mà băng đảng này, chứ không phải là chỉ có một cái dùng không. Theo của cảnh sát nói cho đài NBC News viết, theo họ nói là họ đưa ra một cái chương trình mới đưa ra về cái chuyện mà coi về băng đảng cái gì cái gì đó nhưng mà ngay bây giờ thì họ cũng đang bàn thảo đang bàn thảo với phía trên coi có đồng ý mới đưa ra chương trình đó mà chưa có xong uhm, anh này nói chúng tôi đây muốn đưa ra nói cho tất cả mọi người biết rõ đó là về cái chuyện mà băng đảng đây là băng đảng cảnh sát đó là có từ trước tới bây giờ để cho cái cộng đồng đây biết rõ là về cái băng đảng của cảnh sát nó như thế nào để mà cho uh, chống lại cả luôn cảnh sát trưởng ở chỗ đó về cái chuyện mà của băng đảng nằm trong cảnh sát từ hồi nào tới bây giờ À, trong lúc này thì cũng có nhiều người đưa lên nói là tới bây giờ cũng tới lúc phải ngừng lợi về cái chuyện này nằm ở bên Los Angeles để mà cho cảnh sát dưỡng để dọn dẹp lại ở trong cái đồn cảnh sát của ông ta à, như vậy. Làm như vậy đó để mà cho chặn lợi về cái chuyện mà băng đảng xảy ra ở trong chỗ cảnh sát liên tục như vậy và phải cho pharaoh họ xuống họ điều tra có nghĩa là từ phía cấp trên nữa chứ không có phải là chỉ có cái nhóm phía dưới này không và để cho tòa án phía trên nữa để mà xem để kiểm soát hết về chuyện này chứ không thể nào mà cứ cảnh sát ở trong cái bên la thì đưa ra là có băng đảng đủ hết rồi sau khi đó cảnh sát dưỡng nói điều tra rồi vòng 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 gần cả hả năm 2022 tới bây giờ là chưa có đi đâu hết á. Giống như có nhiều cái chỗ cảnh cái khu cảnh sát khác cũng đang gặp khó khăn về chuyện này. Giống như nằm bên Detroit, Michigan rồi cả luôn Seattle. Cả luôn Pittsburgh. đó là họ có ferro phía trên coi những cái chỗ cảnh sát ở chỗ này cho nên những cảnh sát chỗ này thì làm việc đâu ra đó thấy nó khá hơn là những cái chỗ mà không có cấp trên để mà xem kiểm soát giống như bên LA Los Angeles là không nhưng mà trong lúc này DOJ thì họ chưa có đi ra cái hướng như vậy để mà kêu tất cả những cảnh sát phía dưới phải cần có cái kiểm soát ở phía trên. Trong lúc này, đài NBC News đã liên lạc với DOJ, Justice Department của Hoa Kỳ nhưng mà họ chưa có trả lời bất cứ cái gì với đài, đài NBC News hết trơn. Giống như nếu mà ban đảng này mà không có giải quyết, hiết đâu ra đó thì những người cảnh sát giống như người cảnh sát này hồi lúc trước, à, cái cô cảnh sát này nói, cổ nói lên cái chuyện này ở trong cảnh sát của cổ, về cái chuyện mà cảnh sát lập ra băng đảng, đây là cái nhóm băng đảng này của trong cảnh sát đó, thì lập ra, cổ nói lên, đó là cổ thấy, thì kết cuộc thì cổ bị cấp trên của cổ một ba trừng phạt cổ cái nhóm này là cái nhóm mà Bendidos, cái nhóm mà băng đảng của cảnh sát nằm bên los angeles trong lúc này đó là cô ta à, không có chịu đài nbc news phỏng vấn ở trên đài nói về chuyện này cô ta nói đài mà phỏng vấn tôi có nghĩa là tôi sẽ bị thêm nhiều chuyện nữa cho nên tôi đây không có dám mà nhận đài phỏng vấn trong lúc này Ok, đó là của Đài Báo Chí Biết nhà Take care, of, bye, bye.